Ô, con này đẹp mà anh. Đây anh em nha, đưa các bác vào xem mấy chú chó săn này, đẹp lắm. Đây. Để vào gà xem chủ ăn như nào nhé. Đây. Con chủ này. Đặt chuột mà. Hello, sáng sớm, buổi sáng sớm ngày hôm nay thì em tiếp tục trở lại quay mấy chú chó này cho anh em theo dõi một lần nữa. Sau đó này em chuẩn bị về quê nhé các bác nhé. Em khoang này là một, em khoang khá là ok nhưng mà chắc mình không được anh em không lương được con nào thì mình chỉ quay video lên à. Sau này có thể ai đến mùa thu to rồi anh em ai nhu cầu rồi thì em mới có thể bác về cung cấp để cho anh em. Giờ là còn khoang này, khoang với vẹn này là cặp này là cặp là cặp vào mắt nhất được anh em nhé. Như con vẹn này, như chó thì lì lì đấy. Em cái đem này này. Tranh thủ lúc mới dậy về quay một chút thôi. Sau đó là em sẽ trở về Tuyên Quang nhé các bác nhé. Thì sau đó anh em ai nhu cầu loại chó giá bình dân dạy rẻ nhất thì đối cho em vẫn có đầy đủ để cung cấp cho anh em. Mà dòng chó này thì đã là chó của ông anh trước. Thì ở với lại chủ mới thì người ta có cái vườn mà người ta có thời gian mang lên vào rừng suốt. Khi về ở với chủ này thì chỉ nhốt ở trong nhà suốt thôi anh em ạ. Sau đó nó cho anh em vào xem con bốn mắt một lần nhé. Bởi còn đúng bộ xương không anh em ạ. Anh nhìn thật sự không biết nói gì. Bởi vì là những chú chó mà đã có cái bệnh tật rồi thì nó, một chó già, một là nó sống lại, còn hai là nó sẽ gầy dần dần, nó sẽ mất dần dần anh em ạ. Hôm nay là một ngày thời tiết khá là đẹp anh em ạ. Ở đây thì thời tiết đẹp lắm. Như hôm qua thì mưa cả ngày. Hôm nay khi là mình sẽ di chuyển về quê. Khoang này lúc mình bắt trên kia về nó gầy thôi anh em ạ. Chủ về đến nhà ông anh này hôm nào vừa tém mèo thì cắn phát một luôn. Đợi khác này không dám cắn nhưng mà em này là cắn mèo thì cắn phát một. Đầu thủ mắt rộng rãi rất là đẹp nhé. Mắt đôi mắt nó con mắt rộng lắm. Còn về em trắng này thì cũng nhìn cũng khá là được các bác ạ. Khá là được. Đấy. Nếu anh em ai thượng trí mà nhu cầu thì hãy liên hệ qua cho em nhé. Xong để em cho anh em biết những cái thông tin tiếp theo. À,
Chuyến này em lên thì em chỉ lên quay chút video để cho anh em nhìn lại, vừa với lại có ông anh ở Bắc Ninh đang dưới bắt mấy con chó con của em, nên là đang cần lên đây để quay con chú chó màu vàng để cho ông anh. Nhưng mà do mình lên đây không may thì lại bị con vàng ấy bị cho ông anh em mà ông em vợ của ông anh nó mượn mất đi. Thì mình chỉ có vàng với con trắng này, là nó là một của một chủ luôn nhá, đó là của một chủ, nên là họ cho mượn con vàng rồi, giờ chỉ còn con trắng này với lại con khoang với lại con vẹn. Ba con này là ba con nhìn mà tướng nó cũng khá được. Nói về sang thú to thì trắng là con trắng với lại con vẹn sẽ có tương lai hơn. Con này chỉ về ngoài những cày cáo rồi dáng rồi khoáng các kiểu thì chắc ok, nhưng mà độc mà này chắc không dáng sang lợn, chỉ sang theo đàn thì có khi vẫn sang, nhưng mà gọi là sẽ lên thành đầu đàn sẽ không lên được anh em nhé. Chỉ cần nhìn qua mắt, nhìn đầu thú là mình đã nắm được một chú chó nó chuyên về thú gì rồi anh em ạ. Nên là không cần những video để test ở đây, kể cả là đi test thì cũng không có chỗ nào đi test luôn anh em nhé, không có thú đi test. Nó ở trong giáp trung tâm huyện thì không có chỗ đi. Ở ngay trên này thì còn đồi đá này. Đấy, đồi đá như này thì mình cũng bó tay luôn. Đấy. Chú, 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 chú. Có cái đôi chập chờn luôn anh em ạ, đôi chập chờn. Chuột ở đây, chó này suốt ngày bơi hàng chuột đây. Chuột ở trong này nhé anh em nhé. Mình không biết cái chỗ tìm chuột của mấy chú chó luôn. Hàng chuột là nó ở trong này. Đấy, bới thành hàng hết đây. Một khoang này chuột này. Cái chó như con này thì hơi, nếu mà về sau chơi giỏi là hơi nguội rất là ok nhé. Đây, bây giờ nhìn bắt mùi này. Dòng này là dòng chó hơi nguội, mình nhìn ngay thân chó là mình đã ấy rồi. Nhưng mà con này lúc chụp bắt trên kia về thì giá nó cũng trung bình thôi, nhưng mà về sau là chụp mang về là chụp bán giá nó hơi hơi căng, thì mình không đủ khả năng. Chuột ở trong này à? Suốt ngày thì buổi hàng đọt chuột anh em ạ. Vẹn tìm chuột rất là ấy luôn, nhưng mà do ông anh này là chó cắn nhau thì cứ chó cắn thắng thua luôn, nên là cắn nhiều quá nó cũng hỏng hết cả con vẹn, món viết cả người ra sứa hết luôn, cắn thắng thua luôn đấy. Mình thì không thể để như thế được, con chó già mình ở nhà không dám thả, thả đi phát nào là mình cũng lo là sợ là đi cắn nhau hỏng hết chó, mình rất là dữ luôn. Bắt mùi tốt lắm. Riêng con khoang này ở tay của người khác không biết, nhưng mà về với cú thì chắc chắn là
nó sẽ là thành một nhân tài. Cả đằng này là con nào nữa. Hàng để sang luôn. Chuột âm. Con Khoang này hơi sợ con vẹn này. Vẹn này cáng thì lại thua con vẹn nên là nó hơi sợ. Hơi sợ con vẹn. Vậy này chuột thì là chuột với mèo các kiểu. Hết nước chấn luôn. Chó rất là đẹp. Thì mình cũng có coi video vài lần này. Anh em không ai dám bắt. Vẹn này là nó gần 3 tuổi nhá. Theo mình biết nó gần 3 tuổi. Vừa rồi nó vừa cắn nhau với con vàng thì hỏng hết cả một bên mặt. Bây giờ nó bắt đầu khỏi. Chuột ấm như mèo. Lố đích khá là đẹp nhá anh em nhé. Mình quay gần cho anh em xem. Lố đích của con vẹn này thì không phải suy nghĩ kìa con vẹn. Nhưng mà theo đi sang thu to thì lố đích này là nó chuẩn hơn. Vẹn này trước là đi theo con móc mà mình bán cho thằng em mà bị mất đó. Anh em nếu ai chuyên thu to thì gọi điện cho mình nhé. Xong là để con vẹn này với Khoang này thì chủ bán như nào ưng ý, anh em thực sự cần thì mới gọi cho mình thôi. Còn nếu anh em mà không cần ấy thì mình mong anh em rất là thông cảm, bởi vì là mình không có thời gian để nhắn tin nhiều. Có nhiều người người ta đã gửi các bạn xong hỏi đi hỏi lại mua hay không, cũng không thể nói gì mà muốn chọn những chú chó mà giá nó rẻ rẻ mà nó xong rồi giỏi mà nó đẹp đẹp các cao tiền thì mình không thể tìm được cho anh em. Mà có khi mình tìm những con rẻ thì chọn để gửi cho anh em giá hợp lý thì anh em lại không thấy nói gì. Trong này có chuột này, lố đít của nó này, rộng, rất là rộng luôn. Có nhiều anh em chắc không hiểu, chưa hiểu gì biết về chó sang thì vẫn hỏi là tại sao mình chọn những đủ những thứ như này như nọ. Cứ chó nào cũng sang nhưng mà trong khi đó là họ cũng chưa biết là những con chó nào có độ lì nhất. Chỉ biết là mang đi theo bầy thì nó mới cán được một vài con heo là đấy gọi là chó sang rồi. Mà đi theo đàng chó đầu đàng an nhất của người ta là mới tính là chó mình là chó an rồi. Nhưng trong khi một con chó nó không đủ những tướng mạo mà nó có độ lì của nó thì dù có lúc đầu chưa gặp nhiều đi qua hang đến mấy đó, nhiều về sau bị cắn một hai trận là nó sẽ vỡ đòn, nó sẽ sợ cả đời luôn. Ngửi thấy mùi heo nó đã chạy. Có những cái con mà như kiểu có mùi ấy, thì nó đủ đẹp đủ hết tất cả thì nó sẽ dù nó có bị vài trận đi chăng nữa là nó trong khi đó nó khỏi hàng rồi thì nó vẫn sang bình thường thôi anh em ạ, vẫn đi bình thường luôn nhá. Sau đó sáng sớm em lên chúc video mấy chú chó tìm hơi chuột, buổi sáng sớm thì chỉ đến đây thôi, thả ra ngoài thì nó đi đuổi mèo đuổi viết của người ta thì chủ không hay thả, chỉ làm cái chuồng để nhốt thôi. Ở đây là gần trung tâm huyện nên là họ không nhốt, họ không thay thả. Người Mông ở đây thì họ từ xưa là họ gần trung tâm huyện nên là giờ họ cũng có số thì họ chuyển đến núi, có số thì họ vẫn ở đây. Vẹn này đầu mặt nó khá là đẹp nhá, vừa rồi cắm nhau nó bị sưng lên một chút. Thì sáng sớm ngày hôm nay thì video của em có khi em cũng xin ngắt lại tại đây thôi. Em xin chào tất cả những cái bác đang mê và cùng theo dõi những kênh Cú Người Rừng nhé. Để anh em theo dõi những video tiếp theo. Thì mong anh em, tất cả những anh em,
Tuy là những cái thời gian này em ít thời gian vào rừng để làm những cái video thực tế hơn. Nhưng mong các bác khách hàng hoặc là anh em đã từng mua chó xong của em rất là nhiều. Thì anh em cũng rất là thông cảm cho em. Anh em cần con nào thì chắc chắn sẽ hết tháng mùa hè này thì anh em sẽ chứng kiến những cái video mà em thực tế vào rừng. Trong lúc này thì em cũng có lời xin lỗi anh em là em công việc ở nhà nó cũng bận, mà cái thứ hại nhất là em cũng suy nghĩ cực kỳ nhiều nên là em không có đủ tâm trạng để vào rừng anh em nhé. Thì đến lúc nào sức khỏe của em với lại đầu óc của em rất là ổn định thì em mới vào tiếp tục vào rừng làm video đều để anh em theo dõi. Cũng có những đôi lúc mà em cũng không có tâm trạng để đi làm video. Bởi vì đến lúc mà một con người đến lúc như mình thì đến tầm như này thì mình cũng có khá là nhiều chuyện ở trong gia đình. Sau đó là có nhiều anh em thì mình nói cũng có mua hai đối tượng và người anh em mua chó thì từ lúc mua về là cứ gọi điện cho mình liên tục từ ngày mua thì mình cũng rất là xin lỗi anh em. Đấy, cũng có đầy người anh em mua những thợ mà chuyên môn rồi thì cũng không mệt lắm, bán cho những anh em toàn anh em mới mà chưa biết gì về chó thì mới mua về. Khi ở nhà mình có video test đo hòn để cho anh em nhưng mà mở về từ ngày về là gọi điện liên tục như kiểu là một con máy móc thì anh em cũng khó thuần được một con chó các bác ạ. Nên các bác lưu ý mua chó thì các bác phải hiểu về chó. Nếu các bác không hiểu, cái thứ nhất là các bác mua chó của người Mông ạ. Đấy, cũng có rất là nhiều anh em người Kinh cũng nói là mua chó người Kinh về là mà làm chó người Mông thì khó bảo được nó biết, nhưng mà mua chó người Mông về để cho người Kinh nuôi người thì nó dễ bảo. Đấy cũng là một sự thật, nhưng mà do là anh em chưa biết cách để bảo thì nó cũng rất là khó, với lại anh em phải thợ chuyên môn. Anh em muốn mang vào rừng như kiểu nhặt được ấm á thì chó nhiều con là về nó cũng chưa làm việc luôn cho mình. Đấy. Thì anh em có gì không đúng hay là có gì cảm thấy không hiểu biết thì cứ alo cho em hỏi là em sẽ trả lời với anh em bình thường. Nhưng mà anh em gọi nhiều quá là nhiều lúc em cũng đi xe máy cả ngày này. Cái thứ hai là lúc đang đến cái lúc là em đang có khách thì em rất là ít thời gian để nghe máy nó cho anh em. Đấy, ai mà có điều kiện mua khoang này về mà không sang bảo là em nói phét nha. Nếu mà gọi là sang thú. Còn về hàng khác thì em không biết. Đây, cho anh em vào xem một lần cái đầu mạc của nó. Mạc của nó rất là lì luôn. Mà nó là loại chó có đủ lì mà đầu rộng rãi. Chó này không cao lắm đâu. Chó cũng bình thường thôi. To như ngày xưa con Dinh. Đây, cả bầy chó là nếu mà mình ấy, từ lúc đầu là mình thích nhất là con này. Về sau nếu mà anh bán giá nó có thể hợp lý một chút thì có khi mình sẽ múc con này về mà để chơi, hoặc là đến cuối năm thì mình sẽ múc con này về cùng đi chơi heo cùng với con chó già nhà mình. Thì video của em xin ngắt lại tại đây. Em xin chào tất cả những các bác cùng đam mê. Thế mấy chỗ này à? Không còn chỗ nào nữa à? Đã rồi. Hả? Chỗ nào? Có một chỗ nào? Chỗ nào? Chỗ nào? Hả?
Bán tổ tổ chắc là do ăn tối nhiều đấy à? Món ăn tổ cái chiều chi à? Đợt này mẹ còn đơn giản đâu. You see, ta sao thì chơi chơi tôi tổ phía nào nó là thì ta ta ha. Kìa. Ơ, may là không phải chụp công nó sẽ cho mình rõ. Tôi chú nó ấy, chó lưu chất chất lấy hát này. Nóng tú có xe, nóng tú ta dẫn tới, nóng dẫn tới, dẫn tới ta thu tỏ lo nè nè. Nó đi lâu năm quá nó chả y xì như thế. 3 năm này không phải mới bây giờ đâu. Đi rộng ấy cho mình không biết cái rừng này nó rộng nào ấy, không phải hè đâu. Rừng này chắc rộng lắm ấy, nó ở rừng này mà họ khó bắt được à. Nó không phải rừng bình thường ạ. Hôm trước là bắt đầu là họ đi tìm mang. Và nhìn thấy một an. À, mẹ đấy con nữa. Con họ kìa. Con thắng lại ở đời ót rồi nhỉ. Bây giờ loại này nó thích ở được ót rồi mà, nó không phải ở đời già đâu. Ấy ý nữa là chắc chắn nó về đây ăn sáng rồi. Hầu như trên này nó ăn một gốc sao ấy, hay là gấy nhỉ? Hôm nay lại có kèo lợn sổng nha anh em nhé. Sổng cái đây 3 năm mà ở gần nhà mình không biết là có lợn sổng. Hôm nay mình cho em cái này đi test ngày đầu tiên lợn sổng. Chút nữa thấy giống mới thì mình sẽ... hoặc là chó đang đuổi rồi thì mình sẽ quay video lên để anh em theo dõi nha. Đây nha các bác nhá. Ừ. Đấy rừng có lợn rừng ở nó không phải đơn giản đâu. Mẹ nó đi như này cơ. Ui. Lợn kinh khủng. Nó chọc ăn một trộm búa nữa. Chưa thấy dấu vết gì luôn anh em ạ. Nó nếu mà đã ở ra mẹ nhìn cái chỗ ủi này nó ủi mẹ không phải đơn giản. Ú cá cua có. Anh không dám bắt lại hai chân à? Ừ. 3-4 hôm trước. Rộng quá nó, mình không đến chỗ nó ở là mình không tin được thật. Nó rộng mà. Mẹ còn chó ra mà thả phát là mất tích thì mẹ đưa lúc nào nó đuổi lợn đi mình không biết. Chụp.
súc 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 Nghỉ được mấy tháng này, từ Tết đến giờ chưa đi chuyến nào. Hôm nay là ngày đầu tiên lại tiếp tục vào rừng để vào kèo lợn sổng, nhưng mà chưa nhìn thấy gì anh em ạ.